Sáng ngày 15 tháng 3, các đại biểu và khách mời dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Phúc lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào đại hội. Theo đó, để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 3, hơn 200 đại biểu và khách mời dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Phúc lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đo thân nhiệt. Ngay cửa ra vào của nhà văn hóa xã, nơi tổ chức đại hội, ban tổ chức xã Tân Phúc đã bố trí nhân viên y tế hướng dẫn đại biểu thực hiện đo thân nhiệt và dùng nước rửa tay. Được biết, trước đó Đảng bộ xã Tân Phúc cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, tổ chức phun thuốc sát trùng tại trụ sở trước ngày tổ chức đại hội, đảm bảo an toàn về mặt sức khỏe, an ninh cho đại biểu. Qua kiểm tra, hầu hết các đại biểu đến dự đều có thân nhiệt dưới 37 độ. Chưa phát hiện đại biểu nào bị sốt hoặc có biểu hiện nghi mắc bệnh. Trong trường hợp phát hiện đại biểu có biểu hiện lâm sàng thông qua kiểm tra y tế, sẽ tiến hành cách ly, báo cáo ban tổ chức để triển khai phương án xử lý.